Hôm nay em giới thiệu với sản phẩm của em là một chiếc Omni chạy 2 cửa nữa cùng một lúc. Em rất là bận thì em làm máy này. Các bác ạ, một ngày em phải làm đến tầm 5-7 cái. Hoặc cũng hay tất cả đêm là hoặc chụp chân máy. Thì anh em nên nhiều khi em không thể làm video được. Em không thể làm video được. Cho nên là anh em thông cảm, hôm nay có một cách là bắt buộc yêu cầu trước khi gửi là phải xem một đoạn video. Đấy. Ok. Bây giờ em là bắt đầu em đóng em gửi cho nên em phải thử luôn. Chứ thật ra là em làm xong rồi rất kia nhưng em chết. Cái này kia. Đấy, sau bắt đầu em mới gửi. Bây giờ cái này là em đã chết thẳng rồi, em đã lắp lên cái này. Để cho anh em biết là cái máy này. Cái máy này anh em phải chim lên nhé. Là anh em có thể chạy hai thứ cùng lúc. Đây là một thứ này. Và đây là một thứ này. Đồng thời là một thỉa một USB nhé, chứ không phải là thỉa không đâu, à, USB không đâu. Đấy. Là em làm là rất là nhiều rồi, rất là nhiều máy rồi. Nhưng mà cái máy nào mà đọc thỉa mà chuẩn, âm thanh chuẩn nhất là em làm. Đấy, cái mặt này này, các bác mua cái mặt này rất là đắt tiền. Chưa có anh em nào mà muốn làm máy mà mua cái mặt này lắp hết. Đấy, em làm là thật sự, em đam mê máy, em đam mê là em làm. Anh em nào mà muốn làm máy gì nữa thì em đây em làm hết. Mà em sẽ mua những cái gì mà em cảm thấy là dễ ghi tiền nha. Đây. Thì cái nút trên cái mặt này nó có một cái nút là bài là em thích. Đây. Nhiều anh em nào dùng cái nút là bài là đó điều khiển, nhiều khi dùng điều khiển cách pin hoặc điều khiển cùng thời gian hỏng thì cũng không sử dụng được. Cho nên em làm là phải cái trên cái máy là phải có một nút là bài. Mà đồng thời trên máy này nó có một nút là EQ lọc tiếng. Đây bên đây mình có một thỉa này. Và bên hông bên đây có một thỉa. Đấy. Hai bộ bát tiếp. Hai công tắc. Và đằng sau cái này. Đấy như này. Đấy không phải cắt. Không phải cùng một cái cắm lo đâu. Mà chỉ cần một cái cắt tổng. Bác có chỉ cần cái dây cắm vào là ok. Âm dương em đánh dấu sẵn là cộng trừ đây. Để 2V đó. Và loa đây. Mỗi âm, mỗi thỉa là nó ra hai cổng loa. Là thành ra 4 loa. Đây em đang đấu thử với 2 loa. Đây em mở cho bác xem nha. Nó nhiều quá. Đây, một bên này. Bên này em mở thùng này. Bật ra. Đây em là gần đường. Cái này nó hay hồn quá. Xe cộ nó hồn. Nên nhiều khi em không làm video được. Đây là một bên này. Bên này nhá. Đây là một bên đang chạy nha. Đấy. Em không cần phải chỉnh đâu. Các bác về đánh con gì các bác chỉnh con đó. Chúng biết bác thích đánh gì các bác chỉnh con đó. Chứ không cần phải chỉnh. Thì cái này em có một chút EQ. Cho nên phân giải. Đây cái này bên đây chạy tiếp nhá.